Xin chào tất cả mọi người nhé, đã đến với kênh ẩm thực biển của anh em chúng tôi. Hôm nay anh em chúng tôi sẽ đi quay một cái clip các bạn ạ. Nói chung là đi câu con cá mú đấy, cái ngoài Quảng Ninh là kêu con cá sông đấy. Thường thường ở trong quê bọn mình thì kêu con cá mú. Nói chung là cái cách câu cá mú ở dưới nước ấy với những con cá sống ở dưới như thế nào thì mong mọi người hãy theo dõi anh em chúng tôi nhá. Anh em chúng tôi đây chuẩn bị câu đây, cái câu là câu cá đây, đây đấy, đây là để câu con cá mú ở dưới nước các bạn này. Đấy, con cá này vẫn có đuôi đấy, không biết ở dưới này nó có không, nhưng mà anh em tôi sẽ cố gắng quay một cái clip ở dưới nước để cho thấy là con cá ở dưới sống như thế nào và anh em tôi câu như thế nào. Xin mọi người hãy cùng theo dõi nhé. Tôi sẽ lặn xuống các bạn ạ. Bây giờ thì lặn xuống nước để câu con cá mú. Để đi tìm đã, không biết có hay chưa. Nước rất là sâu các bạn nhá. Mồi đâu rồi? Mồi rồi. Thank you.
nhiêu? 5 con. Yeah các coi. Yeah. Đây con cá mú đây nha mọi người ơi. Đây cá mú vừa câu lên này. Đây các bạn này. Để bỏ vào nuôi. Đấy. Con này to ok. À, con này nửa ký à? Câu rồi. Đây, câu rồi. 2, 4, 6 con. Đấy, 6 con mọi người ạ. Đấy. Nhiều luôn mà nó chết hết à. Đây các bạn ạ. Đây. Đây. Chết rồi.
lên thuyền luôn à? Đứng lên thuyền luôn, hay là luộc hấp ấy. Luộc à? Này mà có gì hấp ngon nè. Nhưng mà không có đồ để hấp nè. Anh em chúng tôi nướng rồi các bạn ơi. Đây, cá tươi lắm. Đây. Đây là con cá mú các bạn này. Đây là con cá mú chấm này. Cá hoa đấy. Đây mú hoa này. Đây. Ngon lắm đấy. Đây là nướng tuyệt vời. Đây lắm. Là bếp than đây. Em bỏ lên nướng ha. Đây. Đây là đồng chí Lâm đây. Đồng chí Lâm hôm nay đi bắt cá mú với anh em chúng tôi đây. Đấy, anh đang quạt than đấy. Đồng chí lặn rất siêu đấy. Đồng chí này lặn cá vì hơi bị rọi đấy các bạn ạ. Đây đảo của anh em chúng tôi đây. Đấy. Xung quanh này là toàn là biển hết đấy các bạn ạ. Đấy, có chiếc tàu đang thả bóng đấy, bóng mực đấy. Đấy. Đấy, than đang cháy nha. Ui mọi người ơi. Ba con cá này cân rưỡi không? Ở đó, con 5 lạng. Con 5 lạng á? À? Ui giời, to lắm các bạn. Rất ngon các bạn. Hôm nay anh em tôi sẽ chơi ở trên thuyền luôn các bạn ạ. Nướng cá ở trên thuyền luôn. Chơi vậy cho nó chết. Cá này ăn hơi bị ngon đấy các bạn ơi. Cười đi xem nào. Ông bạn Lâm cười xin xem nào. Ừ. Ấy cá sống đấy các bạn ơi. Tí nữa là ăn hết rồi các ba con đấy, là ba thằng ba con đấy, là nếu mà chưa nự là ăn tiếp, nướng tiếp. Đấy, đây là cá mú các bạn ạ. Cái tôi kêu là cá mú đấy. Đây là thuyền của anh em chúng tôi các bạn này. Đấy này. Thấy không? Các bạn thấy không? Đấy. Đậu ngay dưới nước luôn. Có chữ ẩm thực biển đây các bạn ạ. Thấy rồi chứ bố. Đây các bạn ơi, rất thơm các bạn ạ. Đấy. Trời ơi, rất là ngon các bạn ơi. Nóng. Đây. Dơ cái này. Ui giời ơi. Cháy à. Cháy các bạn ơi, đen xì các bạn ơi. Không biết nướng vậy có vì cái gì không? Chín rồi đấy. Chín rồi anh à. Chín rồi nhỉ. Chín rồi đấy. Quá từ chừ đấy các bạn ạ. Cho nó chín tí đã. Chín rồi bạn ơi. Quá ngon các bạn ơi. Ta sẽ cào ra thôi. Chín rồi. Chín rồi đấy. Quá ngon rồi đấy. Cho nằm ra mâm luôn. Ta sẽ cào ra. Cho nó nằm ra mâm luôn. Khoan, bỏ đĩa vào. Bỏ đĩa vào. Ăn bụng nó ngon. Đĩa đây Lâm ơi. Đây qua đây. Không bỏ đem mâm á. Thôi. Cá xuống ấy, không cháy mất rồi. Bê cái này luôn đi. Bê cái này này. Đó. Sướng nha.
Cá này là hơi bị ngon đấy các bạn ạ. Kia bằng là con mút. Lúc này là mút chấm bây giờ là thành mút đen này các bạn ơi. Thành mút đen này không phải là mút chấm nữa đâu. Đấy. Ôi, anh bê cái này xuống đi. Bê cái này cất đi. Cái đấy cái cho xuống nước luôn. Thả xuống xong ai bơi lấy nó đây. Đây các bạn này, rất ngon các bạn này. Muối chấm này chanh đâu? Chanh chanh. Rất thơm các bạn ạ. Úi giời ơi, mút này mút đen là không phải là mút thật nữa đâu nhá. Đây lấy bê đổ luôn đi. Xối á, xối vào á. Úi giời. Bê. Bê cái này bạn. Úi giời. Chơi về không được đâu. Chơi ẩu về cơ. Tống xuống nước xem nào. Tống xuống dưới nước này xem nào. Thôi bữa nay anh em mình ăn trên thuyền thôi nhá, không ăn dưới nước nữa nhá. Ngày hôm kia ăn dưới nước về người rất là mệt các bạn. Rồi bưng đi. Bưng đổ đi. Đổ hết đi. Đổ hết đi. Lấy đâu, lấy làm gì? Trời ơi, cái đấy lấy làm gì nữa. Đấy, các bạn thấy không? Nước mà trong vậy mà cái than đổ vào là bị đen này. Người ta nói có câu nói là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng đấy. Bây giờ biển là trong như vậy mà đổ là đen xì luôn đây. Rồi, bỏ mâm bạn ơi. Bỏ xuống. Rồi. Gì đây, làm gì đây? Bơi nhá. Mát không? Quá mát chưa? Thôi lên để ăn thôi. Lên ăn cá thôi. Các bạn ơi. Chanh mua nó về bà. Chanh đâu? Chanh cái này, lăn mua nó bà. Đây các bạn này. Ba con các bạn. Đúng ạ. Và sau một lúc anh em chúng tôi nướng thì bây giờ đã hoàn thành xong xuôi và bây giờ anh em chúng tôi chiến thôi nhá. Yeah. Mời mọi người nhá. Đây. Mời mọi người ăn cá đây. Đây mọi người ạ, rất ngon các bạn. Quá ngon. Tuyệt vời. Ba người ba cô.
mệt quá các bạn ạ. Không uống được bia nữa mà uống nước ngọt thôi. Mệt quá. Ngon lắm. Ăn xong xuống tắm. Vô. Vô. Quá ngon. Mọi người thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho tất cả mọi người nhé, để ủng hộ anh em chúng tôi với, để chúng tôi có cái năng lực để chúng tôi chiến đấu tiếp nhá mọi người nhá. Biển rồi đó, vẫn cứ quanh bao ấy. Mới ăn từng này các bạn ơi. Đấy đấy. Béo. Đây là cá mú. Mú chấm. Cá mú hoa đấy, bây giờ nướng này mú đen này các bạn ơi. Quá ngon. Nếu mà các bạn mà ai có nhu cầu thì hãy liên hệ với bọn mình nhá. Số điện thoại để dưới mô tả đấy các bạn ạ. Cho nếu mà các bạn có người nào về thì đưa các bạn đi ăn những cái món con ốc rồi con sò rồi con tôm rồi con cá này con cua này về quê hương Hà Tĩnh nhá mọi người nhá. Bắt trực tiếp ở dưới lên cho mọi người ăn luôn. Mưa rồi. Ăn xong vừa mưa. Xong mưa luôn. Ngon ngon ngon. Ngon quá nhỉ. Ôi mưa. Anh chạy ngon quá kể hết luôn. Mưa quá kể luôn. Cá này ngon quá kể tần gốc luôn. Mưa rồi các bạn. Kể thấy xương luôn. Thôi video anh em tôi hôm nay là đến đây là kết thúc luôn các bạn nhá. Nếu các bạn thấy hay thì hãy cho anh em chúng tôi một like này. Và hãy đừng quên nhấn nút đăng ký ở bên dưới nhé mọi người. Và bây giờ anh em chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại trong video lần sau nhé. Bye bye.